Nay mình đưa anh em đi thăm vườn sầu riêng chơi ha anh em. Đây sẽ coi xem ở trong này nó có cái gì. Giờ mà anh em bạn trai nào trẻ trẻ đi ra đường mà cỡ chiếc xe này, phụ nữ nó cười chết á. Cười té ghế luôn á. Anh em hay cười cái máy Trung Quốc trong gì đó, cái Makita này, nhà máy nó đóng quân ở bên Trung Quốc đó các bạn. Sao tôi chạy hoài tôi không thấy nó hư. Thôi nói đất nói chơi chứ mình đi thăm cái vườn sầu riêng nó có gì nha. Nè, đẹp không anh em? Mình giới thiệu cho mấy bạn cái vườn của mình, cái khu vườn á, không phải là mình giới thiệu gì, ở cái nét đẹp của nó về cái giá trị kinh tế không phải như vậy, nhưng mà trong đó nó còn một cái món ăn tinh thần nữa. Mình thì mình thích động vật hoang dã hơn nè, các bạn nhìn xem nè, trong này có gì nè, gà đúng không đó. Cuộc sống nó phải hoang dã như vậy mới được, nó nghiêng về cái sinh thái môi trường tự nhiên hơn. Còn nữa, mỗi khi mình làm cái gì mình cũng có sự tính toán, cái chiều sâu của nó là không lỗi thời. Nè, thấy không? Trứng nè. Nó đi ăn ở đằng kia hết rồi, con gà đó. Cái này về mặt cái giá trị tinh thần thì nó vô giá các bạn. Không tính bằng tiền được. Giờ các bạn có nhiều tiền, thậm chí các bạn đi xe nhiều tỷ, các bạn ở nhà cao tầng, nhưng các bạn không bao giờ có một cái bầu không khí mà trong lành như mình được. Mình dám khẳng định luôn. Vùng đất này ngày xưa là rừng đó, mình ở Bình Phước. Từ những năm 97, 96 là nhà mình đã có ở đây rồi, 97 là mình đã nghỉ học rồi đó. Mình không đi học được, trong rừng mà sao đi học được. Vùng đất này ngày xưa đối diện với là rét, sốt, ốm đau triền miên. Nên là mình đã nghỉ học sớm, nói thẳng là mình dốt á. Đầu mình là già cả nông dân, quen sống ruộng đồng, thành ra là mình mới làm nông nghiệp mà bền vững chịu đựng được tới ngày hôm nay. Cái này mình trồng năm 2012 nha các bạn. Cái này là cái cây sầu riêng đi sáo. Còn ở dưới kia là nhà mình trồng thái. Một vùng đất chẳng có giá trị gì mà bây giờ thì nó đã có giá trị rồi. Giờ mình đang chăm sóc, mình làm phát cỏ cho nó. Giờ khoảng cuối tháng 10, nó khoảng 20 tháng 10 là nó ra hoa đó, ra bông đó. Này là miền Đông Nam Bộ. Giờ mình phải phát cái cỏ này nè. Mình quay lên YouTube đó cho anh em thấy, coi chia sẻ chơi cho nó vui. Mình cũng đam mê vào cái máy móc đó. Nhiều khi mình lên đó rồi mình ấy đó, mà anh em tưởng đâu mình là bình luận rồi hay là mình ấy tào lao, chứ không có, mình là thật không. Nên mình đang nhập một số xe rùa bánh xích để tới mùa mình chở hàng hóa này nè, chở nông sản này, chở trái sầu riêng này nè, với bộ phân.
Còn ở đây toàn bộ là hệ thống tự động hết, tưới bát phun hết, mình đã lắp đặt mấy năm rồi. Có công ngày sắt có ngày nên kim đó các bạn. Ngày xưa đất Bình Phước này 1 hecta có thể là bạn mua thôi 2-3 triệu, 4-5 triệu 1 hecta không chừng. Nhưng mà trong quá trình phấn đấu kiên trì suốt 20 mấy năm thì nó đã có một cái thay đổi. Nếu những ai không chịu cực khổ được thì không làm được đâu các bạn. Như hiện nay mình đã thành công rồi đó. Mình đã có một khu vườn sinh thái luôn rồi đó. Này về mặt giá trị tinh thần là vĩnh viễn, không bao giờ lỗi thời.